Thưa quý vị, trong thời lượng tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với Đảm đang khéo léo. Ngày hôm nay thì chúng tôi mang đến cho quý vị một món ăn mùa hè mà vừa tráng miệng nhưng mà vẫn vừa rất là thanh mát. Đó chính là sữa chua trân châu, nước cốt dừa thơm. Nghe là mình đã thấy rất là thơm và ngon rồi phải không ạ? Thì tại vì sao mà chúng tôi lại đem món này đến cho quý vị thì nó có rất là nhiều những cái công dụng. Khi mà nhắc tới sữa chua ấy, thì đây không chỉ là một món tráng miệng, ngon miệng mà còn rất là tốt cho sức khỏe. Trong sữa chua thì có rất là nhiều những cái hàm lượng, trong đó thì có canxi, magie, sắt cùng với nhiều vitamin như là A rồi là B12, CD. Nó có lợi cho sức khỏe và nghe đến đây thôi thì mình cũng đã thấy là đây là một cái món mà hoàn toàn hợp khi mà gia đình của chúng ta có trẻ con hoặc là người lớn, mà một cái đối tượng mà để sử dụng cho món này thì nó rất là đa dạng. Nhưng mà với món sữa chua trân châu nước cốt dừa này ấy, thì ngoài ra thì còn có những cái công dụng khác nữa. Chẳng hạn như là trong đó thì nước cốt dừa thì chúng ta biết là nó rất là thanh mát và nó thêm cái phần béo, đúng không ạ? Sữa chua ấy thì sẽ có người thích nhưng sẽ có người không nhé. Em, ngay cả chính trong gia đình của em là một người không thích sữa chua. Nếu mà chỉ là để ăn sữa chua hộp ấy thì em rất là hiếm khi ăn cái món sữa chua đó. Chị có ý kiến, thực ra chị thấy là món gì cũng có người thích và có người không mà. Đâu cũng phải riêng sữa chua đâu. Nhưng nếu như mà sữa chua trân châu ấy chị, có thêm trân châu rồi có thêm nho hay là các kiểu ấy, thì em thấy là nhai nó giòn giòn thì mình ăn được. Chứ nếu mà bảo là cầm một cái thìa và ăn một cái hộp sữa chua thì em thấy nó rất là nhạt nhẽo, mặc dù nó là sữa chua có đường rõ ràng. Như vậy là tức là em sẽ thích gọi là có nhiều vị, đúng không? Có phần mix, thế còn có những người sẽ thích ăn một vị hay là ăn đơn giản thôi. Thì cái này là tùy thuộc vào khẩu vị của mỗi chúng ta. Thế còn Vân Anh thì khi mà nghe từ cái món của Thảo ấy, thì mình nhớ rằng là đã có một thời gian ấy mà những cái cửa hàng sữa chua trân châu mọc lên như nấm sau mưa ở Hà Nội luôn đó. Tức là cứ 1-2 ngày là mình lại thấy đi qua con đường đã thấy mọc lên, và lúc đó đông lắm. Lúc đó cứ vào mùa hè là mình thấy là ngồi tràn hết ra vỉa hè và lúc nào cũng đông nhá. Và ship ấy thì cứ xếp hàng dài trước cửa hàng đó. Và đúng như một phong trào, sau một thời gian thì lại đến cái phong trào đó là kem gì nhỉ? Kem dừa Côn Đảo à? Đó, dạ, thì cũng thấy rất là nhiều cái cửa hàng mọc lên. Thì bây giờ quay trở lại với cái món này thì mình cũng nhớ lại những cái ngày tháng cũng xếp hàng đi mua sữa chua trân châu đó. Thì còn là ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có một cái công thức, cái cách làm để làm sao mà không phải ra cửa hàng, không phải xếp hàng, không phải tự làm tự nhà, đúng không Vân Anh? Đúng là như vậy. Em thì ngày xưa cái món sữa chua trân châu ấy thì là cái món gọi là đi với tuổi thơ của em rồi, từ bé. Tức là mình chẳng biết ăn vặt cái gì ngoài cái món này cả. Thế hồi bé đã có sữa chua trân châu rồi hả? Em ở Hải Dương thì ở ngay gần nhà em, cách nhà em chỉ 3-4 nhà thôi, thì có một cái nhà họ chuyên làm sữa trân châu. Những cái sữa trân châu hồi đó thì là cái sữa chua đá, tức là sữa chua họ cho vào ngăn đá, họ đánh đá lên và cho những cái siro vào. Cái trân châu của nó ngày xưa thì chỉ là trân châu trắng thôi, chứ không có nhiều những cái loại trân châu đường đen rồi trân châu kiểu thạch các thứ như bây giờ. Chỉ có trân châu trắng, bên trong có một cái hạt gọi là hạt dừa, có cái vỏ gọi là cùi dừa, và bên cạnh đó thì sẽ có những cái siro kiểu dâu táo đào gì đấy họ dưới lên. Ăn thì mẹ bảo là cái siro đấy không tốt đâu, toàn đồ hóa học thế con ạ, nhưng mà mình ăn thì rất là thích. Thế nhưng mà bây giờ thì có rất là nhiều cách để chúng ta làm những cái món liên quan tới sữa chua mà nó thơm ngon hơn và nó đảm bảo chất dinh dưỡng hơn. Cụ thể là ngày hôm nay đó chính là món sữa chua trân châu cốt dừa. Thì cách làm như thế nào? Ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tìm hiểu với phóng sự của chúng tôi. Nguyên liệu làm sữa chua trân châu cốt dừa gồm trân châu, sữa đặc, sữa tươi, sữa chua, nước cốt dừa. Ngay bây giờ hãy bắt tay vào làm nào. Lấy một lon sữa đặc, hòa một lon nước nóng, khuấy xuôi một chiều. Một hộp sữa chua, khuấy đều xuôi một chiều. Cho hỗn hợp đã hòa vào túi nhỏ, xếp từng túi nhỏ vào nồi. Thêm một lon nước nóng, 2 lon nước lạnh, đổ nước sao cho ngập 3/4 túi. Đậy nắp vung, mang đi ủ 8-9 tiếng. Tiếp theo là làm cốt dừa trân châu. Nạo dừa cho vào máy xay cùng 1 lít nước, xay trong 2 lần. Sau đó lọc bã để lấy nước cốt dừa. Cùng với với 1 lít nước. Sau khi sôi thì cho chân trâu, đảo đều từ 3 đến 5 phút. Khi chân trâu trong, nổi trên mặt nước, ủ thêm 3 phút. Sau đó thêm sữa đặc, khuấy đều và múc ra cốc. Lấy túi sữa chua đã ủ cắt thành miếng vuông nhỏ cho vào ly, đổ hỗn hợp cốt dừa vào và thưởng thức thôi nào. Sữa chua thơm, mát lạnh cùng với nước cốt dừa béo ngậy sẽ xua tan đi cái nóng nực của ngày hè oi bức.